Kính thưa quý vị, vòng chung kết của giải vô địch múa cột Nam Mỹ được tổ chức ngoài trời ở Argentina. Một cuộc triển lãm múa cột ngoài trời đã gây được sự chú ý với vô số người qua đường ở thủ đô Buenos Aires, nơi mà các thí sinh nam và nữ đến từ khắp châu Mỹ tranh tài trong trận chung kết của giải vô địch múa cột Nam Mỹ được tổ chức lần thứ 7 và diễn ra vào hôm thứ Hai vừa qua. Đối với nhiều thí sinh, bối cảnh công cộng của cuộc thi là vô cùng quan trọng, giúp quảng bá hình múa cột như một môn thể thao nghiêm trọng và khắt khe, chứ không phải là một môn biểu diễn nhằm gắn liền với các câu lạc bộ thoát y. Múa cột được thực hiện vô cùng nghiêm túc bởi những người tham gia cuộc thi, với nhiều hạng mục được chia ra dành cho đàn ông, phụ nữ hoặc thậm chí là cả múa cặp. Những nhà vô địch của cuộc thi Nam Mỹ sẽ tiếp tục tham gia giải vô địch thế giới, được dự kiến tổ chức ở Hồng Kông vào năm tới. Trong năm nay, thí sinh Florencia Bustos đến từ Argentina đã giành được giải thưởng cao nhất trong hạng mục chuyên nghiệp nữ.